Trời quá đau lòng. Bình sữa là của con vậy. Dạ. Quá nhỏ. Dạ, Minh Quận mến chào cô chú anh chị đang xem kênh Minh Quận. Lời đầu tiên cho Minh Quận kính chúc cô chú anh chị thật nhiều sức khỏe, bình an trong cuộc sống. Dạ, thì hiện tại thì anh em cũng đang quay lại khóm 1, phường 3, đường 30 tháng 4, thành phố Sóc Trăng cô chú anh chị. Thì hôm qua anh em có đến để chia sẻ hoàn cảnh của gia đình. Thì em gái 18 tuổi thì mắc căn bệnh hiểm nghèo, chị đã qua đời. Hoàn cảnh thì rất là khó khăn, không có nhà để ở, thì che một cái túp lều của chú anh chị. Thì ở phía trước che túp lều để gia đình để ở, để che nắng che mưa của chú anh chị, cũng không có nhà để ở, hoàn cảnh thì rất là khó khăn. Thì anh em đến chia sẻ cũng mong được sự đồng cảm yêu thương từ chú anh chị với mạnh thường quân để giúp đỡ gia đình được phần nào để lo hậu sự cho em trong lúc khó khăn này. Thì em cũng xin mời chú anh chị cùng anh em để đi vào bên trong để cầu nguyện cũng như đưa tiễn em về nơi nghỉ. Dạ, em xin mời. Thì phía trước thì cũng đang thầy đang làm lễ để đưa em về chùa Dơi để hóa thiêu của chú anh chị. Hoàn cảnh thì rất là khó khăn. Dạ, ở ngoài này thì không có nhà, xài nước thì xài nước dưới ao của chú anh chị. Không có điện, không có nước gì hết. Hoàn cảnh thì rất là khó khăn. Chỗ ông Lục đó hả? Ông Lục ngồi trên ghế. Giờ này thì dân cũng chào con, chào con. Con gái bé hồi tối. Em đó, em của người chết. Em của em Đào. Bé Đào. Dạ. Ở đây nói chung là lỗ xôm. Dạ. Tiếp hai chú ha. Thương quá. Thấy hoàn cảnh thì cũng đến thì hỗ trợ. Rồi. Dạ, đúng rồi. Rồi, mình đi vô. Dạ. Đi vô nghe. Dạ, phía bên trong của chú anh chị. Thì anh em sáng cũng quay ra đây để cập nhật tình hình, gửi đến quà cô chú được rõ hơn về hoàn cảnh gia đình của bé Đào. Gia đình nghèo khó thì cũng không có điện nước gì cho cô chú chị. Phải che một túp lều, sống thì quá là khó khăn luôn. Thì trong thầy cũng đang làm lễ cũng như để cầu nguyện cho em. Dạ, A Di Đà Phật. Trên trời của gia đình thì che bằng cao su của chú anh chị. Nam mô A Di Đà Phật.
Gia đình sống một trong căn chòi che bằng cao su đến chị phía trong như vậy. À, thì phía bên đây là cũng căn nhà của gia đình của chú anh chị, thì phía bên trong thì phía đây là lục bình của chú anh chị. Em chào cô, thì có chị gái cũng ở đây chia sẻ của nhà nước thì che chắn một cái căn chòi mà sống mà mấy năm trời giữa cánh đồng này nắng lên rồi làm nắng lên nó hồng á, rồi to xung vòng vòng không trên nó dưới gì cũng cao su không. Không có cái comment, không có cái gì đại cơm lấy cái này đại cơm. Hết nước thì phía sau này gia đình nấu cũng tạm bợ cho chị, gót bằng gạch. Sao toàn người ta gào lại hết trơn. Dạ. Ta cho mình xài nước trong đó hả chị? Dạ. Dạ. Làm đồ ăn, nấu nướng ở ngoài trời. Ngoài trời. Ở dưới đây là cũng như là nhiều hộ gia đình quá, người ta xài, người ta thải xuống cũng như là một cái đường cống như thế. Nhưng mà hiện tại thì đang là một cái con kinh. Con kinh này để người ta bơm nước lên trên ruộng. Ta bơm nước, ta tưới đồ rồi đó. Cái cây này kia mà gia đình cái xài là nước đen lắm luôn, không có xài được. Chỉ xài trong đìa ha. Nước chết đó. Dạ. Nước chết ra không được. Ra không được hả chị? À, bởi nó đục ha. Mình xài nước ở đây mình có lóng phèn hay là gì lại không chị? Xài luôn. Ờ, xài luôn. Mức lên là xài luôn. Dạ, đâu dạ. có thời gian đâu mình lóng. Thấy gì đi xài hàng bữa thì có thể là lóng cho trong rồi đợi nó trong rồi mình giặt giũ hoặc là mình nấu nướng rồi hay là rửa chén rồi chứ. Dạ. Hoàn cảnh khó khăn quá. Không có tiền mua này nọ đâu. Dạ. Có tiền mua gạo ăn rồi. Dạ. Trong khi người ta tội nghiệp thì người ta thấy lợi đi nè, ta cho tiền người cho gạo nó mới đó. Dạ. Không qua ngày đó. Có tiền mà lo cho mấy đứa nhỏ cũng bị học. Hoàn cảnh thì quá khó khăn. Hôm nay mình tính dở đi đâu hả chị? Dở đi chùa. Ta đem theo đi ra chùa. Dạ. Không có bỏ vô cái xô vậy chú anh chị. Nhà cũng không có đồ đạc gì kia. Dạ. Đồ đó mướn người ta cho không có đủ nữa đồ. Chào bà. Dạ, chào bà. Bà năm nay bao nhiêu rồi? 80 rồi. Bà là gì của em Đạo? À, dì ruột. Dì ruột của em Lan. Lan nó kêu bà nội không à? Dạ. Bà nội. Trời bà ơi. Nấu nướng à? À nấu. Ở ngoài trời không có lò, không có gì. Dạ, không có tủ nữa. Dạ. Thiếu tốn gì tập lắm. Dạ, khổ quá trời. Nó tốn lắm nữa. Dạ.
không có chỗ ở luôn, đang thương ấy, chụp nó tới, đang khổ hoàn cảnh thì quá là khó khăn rồi đó anh chị. Thì gia đình ở một căn chòi tới 4-5 người, thì bệnh này kia cũng không có tiền để chữa trị, đi đến nằm chịu để đến lúc qua đời luôn chú anh chị. Em ở đây em quay cận cảnh nguyên con đường rồi gia đình cắt một cái cao su của chú anh chị để ở, cũng không có tiền để nhà trọ thì không có đi làm được. Chú của chú cũng lớn tuổi, thì có mấy đứa cháu thì cũng nhỏ nữa. Em nào cũng có gia đình ở riêng, thì mắc căn bệnh thì phải về ở với ba mẹ, còn người chồng thì giữ con thì ở bên chồng để làm, chỉ không có ai lo được cho em bên kia, thôi bên chồng khó khăn lắm cô chú anh chị. Trước khi mắc thì cũng không gặp được mặt con luôn, chồng con mắc thì mới không kịp luôn. Thì hôm qua anh em cũng hay tin, cũng cấp tốc đến trong đêm để chờ duyên ít tiền từ tấm lòng quý nhà hảo tâm quý mạnh thường quân để gửi gia đình để kịp thời để lo nhang khói cũng như hậu sự cho em trong lúc khó khăn này. Em cũng chân thành thay mặt gia đình gửi lời cảm ơn đến cô chú anh chị quý mạnh thường quân quý hảo tâm đã giúp đỡ gia đình phần nào vượt qua khó khăn này. Quá là sốc xa luôn các chị. Lọn rồi. Người thân cũng không có nhiều quý vị, vợ chồng mấy cô chú cũng ở sớm ở gần đến để cùng chia buồn gia đình để đưa tiền nha. Đặt là lưới cho bà đó được, gọi đặt tỷ qua lưới cho tôi nè. Đâu ra lại không gửi một quay để lại à, Tuấn cũng chỉnh cho cô nữa tới tôi chung với cô với thì muốn bánh rồi không lúc khi đó em đào ra đi thì bỏ lại đứa con hơn 1 tuổi, đúng không? Tuổi mấy tháng nghe nhỉ? Đó là mấy tháng nào bệnh xong mẹ hả? Mất rồi. Tây Ninh. Mất rồi không có nhìn thấy. Gia đình cũng đâu có điều kiện để chăm sóc bé đâu. Cô chú ở đây con bé nông tóc mạnh chạy hút bay bay hơi lên đâu chăm sóc con cái được đâu là bởi vì quá nổi á, chồng cũng đem đứa con lên thành phố lo để từ mất rồi về thì cũng không nhìn mặt được. Tội nó tội vậy. Có bên cho hàng gương, có xe cũng có xe để đưa đi luôn.
đó là bà ngoại rồi đấy, trai có mấy đàn ngoại, bà, bà, bà ngoại, bà ngoại trong đây là bà ơi, bà nó theo đó. Thầy cũng làm xong cái chị giờ cũng đến giờ giờ chùa quả thiêu của chị A Di Đà Phật. Ay 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 ay
Dạ cũng rồi, em về nghỉ cho anh chị. Qua lại con chưa gần hơn một tuổi rồi anh chị, bé còn quá nhỏ chưa biết gì, trước cũng hơi xa rồi anh chị. Chơi đợt này thì cũng đi được lần thứ ba rồi cả nhà. Anh em hôm bữa cũng mới đưa tiễn chú Hoàng thì bệnh ung thư dầm cổ của anh chị bên Chùa Dơi, thì hôm bữa anh em cũng qua chia sẻ cũng đưa tiễn chú, thì hôm nay thì thì ra cũng hơi xa rồi anh chị, lúc phía trên anh cầm lấy nha. Thật sự thì quá đau lòng lắm. Thank you.
Của em của tôi kể đây là mẹ của gia đình thì
mấy đứa em cũng nhỏ nhỏ không có túi gì. Chị gái đây là phòng. Không mong mấy sớm được chưa thoát hoàn cảnh thì rất khó khăn, bỏ lại con gái hôm anh em cũng đến chia sẻ hoàn cảnh của gia đình, nên không có điện nước thì trường cái tốn tiền, nhà cửa thì ở giữa cánh đồng, hoàn cảnh thì rất là khó khăn. Về phía bên trong thì sư thầy cũng cắt tuổi hết cái tốn tiền. Chùa Dê bữa anh em cũng có đến đã chia sẻ, người đưa tiễn chú Hoàng 54 tuổi về nơi nghỉ của chú anh chị thì cũng gần đây. Thì hôm nay anh em cũng quay ở đây để đưa tiễn em Đào 18 tuổi, con trai của em, quá là đáng thương của chú anh chị. Chỗ Hoàng và đưa đến chùa luôn của tuấn chị, xe cũng đã đưa em qua đây thì đã về được tuấn chị. Cảnh thì quá là khó khăn, không có nhà để ở lúc mới đến chị, lúc em mắc cũng không có chỗ để làm đám, làm giữa ngoài cánh đồng. Để con được khỏe khẽ hơn một tí. Để
Thì đạo Phật. À, làm lễ thì cũng sắp đưa vô bên, đưa vô trong trong lò của chú anh chị. Hai cha con cũng không về kịp của chú chị. Quá đau lòng lắm chị. Hoàn cảnh khó khăn. Đang cắt cửa vợ của con chị ngồi ăn kem sớm về đây ăn nghỉ ngồi cho gia đình ngồi cho con em được mạnh khỏe. Đây là di ảnh của em. Bình sữa là của con vậy ha. Dạ, có bình sữa đó.
Đi lỡ máy quá đi, không đi mà máy lỡ máy cho tâm bác. Thu có lòng kia. Thầy cũng chăm lỡ của chú anh chị. Hai chị đọc Phật. Mới có 18 tuổi, tuổi đời con cá là trẻ, mắc con những căn bệnh thật quá á. Dạ. Không có gì đâu, 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 không cầu mong em sớm về nè anh chị. Anh chị đọc Phật ngoài gia đình rất là đau lòng của chú anh chị. Không nỗi đau nào bằng người thân. Con em còn quá nhỏ. Bây giờ thì gia đình cũng đợi để thiêu xong để lấy hài cốt của em về cúng cái đốn chị. Thì là vào video các em cũng như anh em thay mặt gia đình gửi lời đến cảm ơn đến quý hảo tâm quý mạnh thường quân đã hỗ trợ gia đình số tiền để lo hậu sự cho em trong lúc khó khăn này. Em cũng chúc cho anh chị quý mạnh thường quân quý nhà hảo tâm gặp nhiều sức khỏe bình an trong cuộc sống. Em cũng hẹn cho chú anh chị những video tiếp theo. Dạ, em xin chào.